Tiếp nối chương trình, Thúy Hằng xin kính mời quý vị theo dõi phần tin thế giới. Chương trình tin tức được đặc biệt bảo trợ bởi công ty xuất nhập cảng Ten Lê Yến. Số điện thoại 714-418-9788 hoặc vào trang mạng tiệmyến.com với các sản phẩm đông trùng hạ thảo, nhụy hoa nghệ tây saffron, yến các loại. Tin từ Anh Quốc, lễ viếng nữ hoàng Elizabeth đệ nhị kéo dài 4 ngày. Hãng thông tấn BBC đưa tin lúc 17 giờ ngày 14 tháng 9, người dân Anh bắt đầu vào viếng nữ hoàng Elizabeth đệ nhị tại tòa nhà Quốc hội Anh Westminster Hall. Lễ viếng sẽ kéo dài đến 6 giờ 30 phút ngày 19 tháng 9 trước khi tang lễ diễn ra. Theo tờ Guardian, chiều 14 tháng 9, linh cữu nữ hoàng Elizabeth đệ nhị được rước từ cung điện Buckingham, nơi ở chính thức của hoàng gia Anh, tới Westminster Hall và được quàng tại đây để người dân đến viếng. Tham dự lễ rước có vua Charles đệ tam cùng hai hoàng tử William và Harry và các thành viên hoàng gia, trong đó có công chúa Anne, con gái của nữ hoàng. Lễ rước xuất phát từ cung điện Buckingham đi dọc đại lộ The Mall qua tổng hành dinh Horse Guards xuống Whitehall và đến đại sảnh Westminster Hall. Dọc tuyến đường lễ rước, người dân xếp hàng dài để bày tỏ lòng thành kính với nữ hoàng Elizabeth đệ nhị. Trong thời gian lễ rước, cứ mỗi phút lại có một lượt đại bác được bắn tại công viên Hyde Park, trong khi đồng hồ Big Ben liên tục đổ chuông. Ước tính sẽ có hàng trăm nghìn người từ khắp đất nước tới London để tiễn biệt nữ hoàng Elizabeth đệ nhị. Ngày sáng 14 tháng 9, người dân đã xếp hàng dọc bờ nam sông Thames để vào viếng và có thể phải chờ hơn 24 giờ để được nhìn thấy bà lần cuối. Khoảng 1.000 tình nguyện viên và cảnh sát được huy động và các trạm cấp cứu được thiết lập để hỗ trợ người dân đến viếng. Theo thông báo của cảnh sát Anh, trong thời gian diễn ra lễ viếng và tang lễ sẽ có khoảng 10.000 cảnh sát được huy động tham gia bảo đảm an ninh mỗi ngày, trong đó một số lượng lớn cảnh sát sẽ được điều động từ các địa phương. Ngoài ra, Bộ Quốc phòng Anh cũng sẽ huy động 1.500 quân nhân để hỗ trợ lực lượng cảnh sát. Trước đó, ngày 14 tháng 9, linh cữu của nữ hoàng Elizabeth đệ nhị được đưa bằng máy bay từ Edinburgh, Scotland về cung điện Buckingham, dọc tuyến đường từ căn cứ không quân hoàng gia Northolt về cung điện Buckingham. Người dân London xếp hàng dài đón linh cữu của bà. Tin từ Ba Lan, giới chức quân sự chi mạnh tay mua gần 100 trực thăng Apache của Hoa Kỳ. Ba Lan vừa công bố kế hoạch mua lại 96 trực thăng tấn công HS-64E Apache, trở thành nước sở hữu số trực thăng Apache lớn thứ hai thế giới, chỉ sau Hoa Kỳ. Tuần trước, Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Maris Prajak tiết lộ kế hoạch mua lại 96 trực thăng chiến đấu Apache của Hoa Kỳ. Và đây là một thông tin đáng kinh ngạc, bởi trước đó quân đội của Ba Lan đã mạnh tay mua lại 48 tiêm kích FE-50 và 180 xe tăng K2 của năm hàng, cùng 250 xe tăng M1A2, SAP V3 Abrams và 32 tiêm kích F-35 của Hoa Kỳ. Trực thăng Apache sẽ được dùng để thay thế trực thăng Mi-24 Hind vốn đã quá lỗi thời. Hành động này cũng biến quân đội Ba Lan trở thành lực lượng sở hữu phi đội Apache lớn thứ hai thế giới. Hiện nay, AS-64E Apache Garden đang là phiên bản mới nhất của dòng trực thăng tấn công nổi tiếng. So với các phiên bản tiền nhiệm, Garden có động cơ tốt hơn, mang lại tốc độ tối đa 300 km/h so với trước kia là 293 km/h. Bên cạnh đó là nhiều sửa đổi về thân vỏ cho phép trực thăng thích ứng với các nhiệm vụ tác chiến tại khu vực có môi trường nhiệt độ cao. Apache Garden được trang bị hỏa tiễn không đối đất AGM-114 Hellfire với tầm bắn 8 km, hỏa tiễn 70 ly Hydra, hỏa tiễn không đối không AIM-9 Sidewinder, hỏa tiễn Stinger, Mistral hoặc là Sidearm. Để tấn công tầm gần, trực thăng còn trang bị pháo tự động 30 ly với tốc độ bắn 625 viên một phút. Hệ thống radar MCHAT và FLIR cũng được trang bị cho trực thăng này, giúp Garden có thể tấn công trong mọi điều kiện thời tiết và thời gian. Mỗi chiếc AH-64 Apache với hệ thống vũ khí tiêu chuẩn có giá từ dao động 20 đến 65 triệu Mỹ Kim, tùy theo phiên bản. Tin từ Thụy Điển, Thủ tướng Magdalena Andersson từ chức. Theo hãng thông tấn xã AFP, Thủ tướng Magdalena Andersson tuyên bố từ chức sau khi thừa nhận đảng Dân chủ xã hội cầm quyền thất bại trong cuộc tổng tuyển cử. Thủ tướng Thụy Điển Magdalena Andersson ngày 14 tháng 9 thông báo từ chức sau khi phe cực hữu giành chiến thắng xích sao trong cuộc tổng tuyển cử cuối tuần trước.
Bà nói ngày mai tôi sẽ nộp đơn từ chức, trách nhiệm tiếp tục quá trình chuyển đổi sẽ được dành cho Chủ tịch Quốc hội. Phe cánh hữu đối lập giành được 176 trong tổng số 349 ghế Quốc hội Thụy Điển, một phần nhờ sự gia tăng số lượng người theo đảng Dân Chủ Thụy Điển SD, trong khi phe cánh tả và ôn hòa có 173 ghế. Trong bài đăng trên Facebook ngày 14 tháng 9, lãnh đạo SD Jimmy Akerson cảm ơn những người bạn khắp đất nước, lưu ý quá trình đàm phán thành lập chính phủ mới sẽ cần nhiều thời gian. Và ông nói công việc làm Thụy Điển vĩ đại trở lại bắt đầu từ bây giờ. Đảng SD có quan điểm chống nhập cư và dân tộc chủ nghĩa, là đảng lớn thứ hai của Thụy Điển sau đảng Dân Chủ Xã hội nắm quyền từ những năm 1930. Vị trí thủ tướng nhiều khả năng sẽ thuộc về lãnh đạo đảng ôn hòa UIF Kristersson, vì lãnh đạo SD Jimmy Akerson không thể thống nhất cả bốn đảng để trở thành người đứng đầu chính phủ. Ông Kristersson nói trong video đăng trên Facebook, tuyên bố sẽ xây dựng một chính phủ vì Thụy Điển và mọi công dân. Tôi sẽ bắt đầu thành lập một chính phủ mới và mạnh mẽ. Đảng Dân Chủ Thụy Điển nổi lên từ phong trào giữ Thụy Điển cho người Thụy Điển. Đầu những năm 1950, đảng này được bầu vào Quốc hội năm 2010 với 5,7% số phiếu, ghi nhận sự phát triển mạnh mẽ trong mỗi cuộc bầu cử với nỗ lực thúc đẩy hình ảnh. Tin từ Cuba, nỗ lực khôi phục kho năng lượng sau vụ hỏa hoạn. Theo hãng thông tấn xã AP, Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel đã chủ trì một cuộc họp để phân tích tình hình phục hồi sau vụ hỏa hoạn tại kho chứa nhiên liệu bên vịnh Matarrat và vụ nổ khí gas trước đó tại khách sạn Saratoga ở thủ đô La Habana. Tại cuộc họp diễn ra ngày 13 tháng 9, đại diện của doanh nghiệp dầu khí Cuba Cupet, Viện Tài nguyên Thủy lợi Quốc gia và nhiều cơ quan liên quan đã cùng phân tích tiến độ của chiến lược phục hồi, các cơ sở nói trên và đánh giá các hành động đã và đang được triển khai. Một khoa học công nghệ và môi trường Cuba SITMA đánh giá mức độ ô nhiễm từ vụ hỏa hoạn tại kho nhiên liệu lớn nhất đảo quốc Caribe này là thấp và chất lượng không khí đo được tại khu vực nói trên tương đương như bất cứ vụ hỏa hoạn nào. Các chuyên gia đã chỉ rõ những tác động môi trường từ vụ hỏa hoạn chỉ xảy ra trong giai đoạn cháy, vì dường như không ảnh hưởng đến bất kỳ khía cạnh nào trong tương lai. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu Cuba khẳng định vẫn sẽ tiếp tục tiến hành điều tra khoa học xoay quanh vấn đề này và sẽ sớm đưa ra phân tích cũng như báo cáo tác động trong trường hợp phát hiện bất kỳ thay đổi nào về chỉ số. Các nhà khoa học Cuba đã lấy mẫu ở vịnh Matarrat và sẽ tiếp tục thực hiện quy trình đánh giá trong 2 năm với các thông số liên quan đến nghiên cứu chất lượng đất, thảm thực vật và chuỗi thức ăn. Bộ trưởng Bộ Y tế Cuba Jose Antropolo Miranda cho biết phần lớn các nạn nhân trong vụ hỏa hoạn tại kho nhiên liệu đã được xuất viện. Hiện chỉ còn 11 người vẫn đang phải điều trị. Tuy nhiên, các vết thương đã ổn định và có tiến triển tốt. Về phần mình, Thống đốc Matarrat Mario Sabanes Lorenzo đảm bảo địa phương này đang tiếp tục hỗ trợ các gia đình bị ảnh hưởng của vụ hỏa hoạn. Vụ hỏa hoạn bùng phát tối 5 tháng 8 khi một bể chứa dầu thô dung tích 50.000 mét khối, xin lỗi quý vị, đó là 50.000 mét vuông, tương đương kích thước của 20 bể bơi tiêu chuẩn Olympic trong khu công nghiệp gần thành phố Matarrat của Cuba, bị sét đánh trúng và gây cháy lớn. Vụ hỏa hoạn chưa từng có trong lịch sử Cuba và được coi là thảm họa công nghiệp có nguồn gốc tự nhiên lớn nhất từ trước tới nay tại đảo quốc này và đã khiến cho 16 người đã bị thiệt mạng và 146 người khác bị thương. Tin từ Nam Hàn, bắt nghi phạm bị cáo buộc giấu xác hai trẻ em trong vali. Theo hãng thông tấn xã CBS, cảnh sát của Nam Hàn bắt một phụ nữ 42 tuổi bị cáo buộc sát hại hai trẻ em giấu xác trong chiếc vali được phát hiện tại New Zealand. Cảnh sát Nam Hàn rạng sáng ngày 14 tháng 9 bắt người phụ nữ này tại một căn hộ ở thành phố Osun theo lệnh truy nã với tội danh giết người. Danh tính nghi phạm chưa được công bố. Giới chức New Zealand đã phát lệnh bắt theo hiệp ước dẫn độ với Nam Hàn, đồng thời yêu cầu nước này tạm giam nghi phạm cho đến khi hoàn tất thủ tục dẫn độ. Thanh tra Tofolo Famanua Valua, phát ngôn viên của cảnh sát New Zealand hôm nay cho biết vụ bắt là kết quả của quá trình hợp tác quốc tế. Ông nói để có thể bắt một nghi phạm ở nước ngoài trong thời gian ngắn như vậy cần có sự hỗ trợ phối hợp giữa giới chức Nam Hàn, cảnh sát New Zealand và cảnh sát hình sự quốc tế Interpol. Cộng đồng cũng vô cùng đau lòng và ủng hộ mạnh mẽ cuộc điều tra. Cảnh sát New Zealand tháng trước mở cuộc điều tra sau khi nhận tin báo của gia đình ở thành phố Auckland phát hiện thi thể trong chiếc vali được mua đấu giá từ một cơ sở cất giữ đồ. Giới chức sau đó xác nhận nạn nhân là hai em nhỏ 5 đến 10 tuổi bị giấu trong vali nhiều năm. Danh tính hai em được xác minh nhưng không công khai theo yêu cầu của gia đình. Vào cuối tháng 8, cảnh sát Nam Hàn xác định một phụ nữ New Zealand gốc Hàn được cho là người thân của hai đứa trẻ. Người phụ nữ này đến Nam Hàn năm 2018 và chưa từng xuất cảnh kể từ đó.
Và một lần nữa, Thúy Hằng xin kính mời quý vị theo dõi một vài phần thông tin thương mại tiếp theo.